Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Vũ Vân. Và ngày hôm nay thì Vân rất vui mừng và rất hào hứng khi được tham gia cái trại huấn luyện của Hòa Bình Group. Đặc biệt cái cảm xúc lúc này khi đang ngồi đầu tiên ngồi trên xe thì mình cảm đầu tiên là rất là hào hứng và rất là tò mò với những cái thử thách tiếp theo mà Hòa Bình Group đưa ra cho các chị em ở đây trong ngày hôm nay. Mình rất là vui và rất là hào hứng, hiện tại đang rất là hồi hộp. Cảm xúc của chị bây giờ hiện tại đang rất là tò mò, thực sự rất là tò mò, bởi vì là mình chưa đến, tức là chưa được tham dự một cái khóa đào tạo theo kiểu là việt dã như này bao giờ cả, nên là thực sự là rất là tò mò. Và cũng hy vọng rằng là sau cái buổi đào tạo này thì mình sẽ tôi luyện mình, nhau nặn mình trở thành một con người mà có khả năng bứt phá được trong kinh doanh. Cái cảm giác bây giờ của mình thì đang rất là hồi hộp và không biết là mình sẽ phải trải qua những gì. Nhưng mình tin chắc rằng là với những cái thử thách mà Hòa Bình đưa ra cho đem lại cho đại lý ngày hôm nay thì cũng sẽ giúp đại lý sau cái buổi đào tạo ngày hôm nay có một cái tâm thế tốt để sau này có những sự phát triển về hệ thống, giúp cho đại lý đào tạo một cái hệ thống tốt. Thu Trang xin hứa sẵn sàng vượt qua tất cả các thử thách mà Hòa Bình Group đưa ra ngày hôm nay. Đến với khóa huấn luyện lần này thì cái khi mà mình đã chuẩn bị một cái tâm thế khi mà bước vào đây thì mình sẽ tự tin là mình sẽ vượt qua những thách thức mà công ty đưa ra và sẽ khám phá bản thân mình, bứt phá lên và mình sẽ vượt qua chính được những cái nỗi sợ hãi trong cái con người mình. Và sắp tới khi mà học xong khóa kem này thì chắc chắn là mình sẽ thay đổi rất là nhiều. Các bạn cùng chờ đợi mình nhé. Thật sự mà nói, cảm xúc của mình từ khi bắt đầu làm việc tại Hòa Bình Group rất nhiều cảm xúc. Và nay thì không biết Hòa Bình Group sẽ cho mình cảm xúc gì nữa, nhưng chắc chắn là một sự liều tò mò rất lớn với tớ. Và chắc chắn nó sẽ được trải nghiệm sự thú vị. Hai nữa là mình rất thích vượt qua những thử thách hôm nay. Và đó là mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn 200% năng lượng để trải qua những cảm xúc này, thì mình đã nghĩ trong đầu mình và những sẽ vượt qua những thử thách đấy. Và mình đã từng xem video với kem của những cái chương trình đơn vị khác tổ chức, và chắc chắn là nỗi sợ hãi thì mình chuẩn bị tinh thần rồi, không sợ gì cả. Và mong muốn của mình là sau cảm xúc lớn nhất của mình là sẽ thay đổi sau 2 ngày làm việc cùng các bạn trong đồng đội này. Chắc chắn mình sẽ vượt phá được những thành công tốt đẹp hơn mới mà mình rất mong muốn ở Hòa Bình Group làm được việc đấy. Và tôi tin, tớ rất tin Hòa Bình Group đó là một đơn vị lớn nhất mà tớ rất tin tham gia. Nếu như có tiếng động gì xảy ra, tiếng nói chuyện trao đổi với nhau thì tất cả sẽ bị phạt và có thể sẽ bị rời khỏi. Nếu như nhắc nhở 2 lần có thể sẽ bị rời khỏi xe. We'll be right back.
là mình sẽ rất là mất phương hướng, đúng không ạ? Nhưng mà cái em cảm nhận rõ nhất đó là mình phải có đồng đội. Em cứ bám chặt vào bạn trước thôi, bạn đi được thì mình sẽ đi được. Tức là em phải bắt đầu thành cái tinh thần đồng đội nó cực kỳ quan trọng. Em không cần biết nào bạn sắp đi nào thì ở đây. Em cảm thấy ngay từ bước chân đầu tiên em đã thấy mình rất là lo lắng, hồi hộp. Nhưng khi em được chạm vào vai đồng đội của mình thì thật sự đấy, em rất tự tin, mà trong lúc đó nước mắt của em đã trào rất nhiều vì em cảm thấy là cảm xúc của mình rất là dâng cao vì mình quá hạnh phúc khi có đồng đội đi cùng ạ. Có mặt tại đây là để học tập, là để rèn luyện, là để thay đổi, là để thành công, là để tìm kiếm con người lãnh đạo phi thường trong mỗi chúng ta. Và chính vì vậy, để các bài tập trở nên vô cùng ý nghĩa và để cho các anh chị học viên học được nhiều giá trị nhất, ngay bây giờ tôi sẽ bàn giao toàn bộ quân đội cho chỉ huy trưởng, người sẽ thực hiện huấn luyện các anh chị trong suốt 2 ngày 1 đêm. Để tham gia những trải nghiệm này, tôi cần tất cả các anh chị tập trung với 100% năng lượng. Anh chị có đồng ý không ạ? Đồng ý. Sẵn sàng chưa? Bye.
Và bây giờ các bạn phải gỡ cái vòng tròn này để thành một vòng tròn lớn giống như ban đầu các bạn tạo ra, hoặc thành hai vòng tròn nhỏ, hoặc thành số 8. Các bạn hiểu rõ chưa nào? Không được phép thả tay, không được nói chuyện. Trò chơi bắt đầu. Vì đây là game trải nghiệm, giúp tất cả mọi người trải nghiệm, và trải nghiệm là được cho mọi người, nên game này không có sao. Nó giúp cho mọi người trở nên mạnh mẽ hơn. Đấy, có thể có những người đã làm rồi hoặc có người chưa làm, nhưng tôi tin là nó cũng sẽ cho mình những cái bài học để giúp cho chúng ta mạnh hơn ở trong cuộc sống. Thế xong lúc mà bạn Trung Thí có dẫn mình đi thì có hỏi, bạn ấy có hỏi là sao bạn run thế. Tức là lúc đấy mình cũng rất là run, rất là sợ. Thế nhưng mà đến lên trên đấy thì các bạn cũng hướng dẫn. Thì hai lần đầu nói thật là mình trượt, mình không lập được. Mặc dù là mình đã dùng hết sức, tay mình đã rất là đau nhưng vẫn không được. Thế nhưng mà lúc đấy chị Hà chị có nói là em như thế là em mất thời gian của đồng đội đấy. Thế thì đến lần thứ ba là mình dùng hết sức thì mới được thực hiện được, chứ mình không thực hiện được hai lần đầu. Và đến khi thực hiện được rồi thì mình thấy rằng là nó cũng không quá là đáng sợ như mình nghĩ. Tức là trước đấy thì mình sẽ nghĩ đến cảnh là mình bị chảy máu này, mà mình cũng đang không khỏe lắm này, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thì sao. Nhưng mà đến khi xong rồi thì mình thấy rằng nó cũng không quá là đáng sợ. Đấy là cái cảm nhận của mình. Thưa thì mình xin trả lời đây là sự tốt trả lời chân thật nhất, đó là mình chưa bao giờ chơi, và đây ngày hôm nay là lần đầu tiên mình chơi trò chơi này. Nhưng tại sao mình lại bảo là tôi chơi rồi? Tại vì là tôi muốn tạo một cảm giác an toàn với tất cả đội nhóm của tôi. Và trong kinh doanh quốc tế, nếu mà chúng ta là leader, chúng ta là người lãnh đạo, mà chúng ta bảo là việc đó không làm được, việc đó khó khăn lắm, thì liệu những đồng đội của chúng ta có làm không ạ? Vâng ạ, thì ở trong trò chơi này, thứ nhất đó là những bài học tôi rút ra, thứ nhất đó là
vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình. Thứ hai là khó khăn, nếu mà khi mà mình vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình thì đừng nghe những cái lời bên ngoài, những cái tác động bên ngoài, đừng để nó lấn át lý trí, đừng để nó lấn át làm chậm cái bước chân của chúng ta tiến đến mục tiêu ạ. Xin hẹn ạ. Rất là cảm ơn tất cả các anh chị học viên đã có mặt trong khóa huấn luyện của Wake Up Leader Cam. Bữa ăn này dành tặng cho các bạn để chúng ta chuẩn bị vào cuộc chiến nửa đêm nay. Và chỉ huy trưởng đã dành cho các bạn những cái màn rất là ngoạn mục ở trong rừng. Vì vậy là tôi chúc các bạn ăn thật nhiều, làm năng lượng thật khỏe để chúng ta có cái cuộc đi rừng tuyệt vời nhất. Nhiều người đang tò mò và háo hức về việc là không biết đêm nay chúng ta sẽ làm gì. Nhiều người nghĩ rằng là tôi dọa đây là bữa ăn cuối cùng, dọa về những cái điều mà tôi nói. Nhưng đây là lúc tôi chân thành nhất với tất cả các anh chị. Chúng ta sắp sửa trải qua một thử thách cực lớn. Các anh chị hiểu thế nào là về chân thành ạ? Và rất nguy hiểm. Nên cái việc đầu tiên là các anh chị cần phải lắng nghe và tuyệt đối làm theo. Nếu các anh chị muốn an toàn, đây là trò chơi cần tham gia của tất cả mọi người. Sau khi 8 người đã ghép ra được một hình đúng yêu cầu thì tất cả những người đang đứng sẽ thay vào vị trí của 8 người. 8 người còn lại sẽ ra ngoài và đứng nhìn 3 người đang đứng xếp lại cái hình vừa rồi. Mọi người hiểu chưa? Nuôi gì trên đây? Các bạn tiến sát lên đây để nghe tôi nói này. Không có đang đi trường. Thứ nhất, đường đi rừng này của chúng ta rất nguy hiểm và chúng tôi buộc phải dùng dây để nối các bạn lại với nhau thành một sợi và các bạn theo rừng. Vì đã có nhiều trường hợp, tôi đã không nói tất cả, nhiều trường hợp đã đi lạc và phải đi tìm và đến sáng hôm sau mới tìm vì do các bạn không có gì, các bạn sẽ không có đèn pin, các bạn chỉ có một mình bơ vơ trong rừng thôi. Nên ở đây, mọi người phải tin tưởng vào người đồng đội hoặc người dẫn đường và phải bám sát người mình. Rõ chưa? Bởi vì nếu các bạn bị tuột dài, các bạn sẽ không có. Bởi vì sao? Tất cả đều di chuyển theo các bạn. Nên các bạn sẽ không có cơ hội để tìm được thấy đồng đội của mình nữa đâu. Có thể ngày mai chúng tôi sẽ tìm thấy các bạn. Nên các bạn không mất như được chưa nào?
chắc các bạn đang đi qua một cái bãi. Đây là trước đây là bãi chiến hào của địch. Thì các bạn phải đi đúng theo đường rắc. Thứ nhất, đây là những bậc rất xấu, nhưng xung quanh là có rất nhiều mảnh xanh, có thể cắm xuyên phần giày các bạn, hoặc có thể bập vào chân và phần mắt cả. Đưa cao chân cho đồng đội của mình. Thank you.
đây thì phát hiện ra xác chết. Người dân đã tìm thấy 5 viên đá thấm máu. Nhiệm vụ của các bạn là phải tìm ra 5 viên đá và xếp chúng chồng lên nhau không bị đổ để giải thoát các oan hồn ở quanh đây. Đấy thì mình có cái chia sẻ đó là nhiều khi là mình cứ hành động đi, đừng có nghĩ nhiều. Nghĩ thì mình sẽ rất là sợ, mình không dám làm đâu. Cứ làm bất chấp đi, thì cứ thò tay vào lấy, thì nghĩa là cứ hành động đi, rồi sẽ thấy rằng là nó có cái kết quả. Chứ còn nếu mà nghĩ nhiều mà không làm thì nó sẽ không ra cái kết quả như vậy đâu. Đầu tiên các bạn đi với một cái sợi dây thừng quấn toàn đội với nhau, các bạn có thấy yên tâm không? Đó. Cái sợi dây thừng đấy nó giống như một cái kỷ cương của đội nhóm, nó giống như một cái văn hóa của đội nhóm, nó giúp cho tất cả mọi người trong đội nhóm cùng an tâm vững bước tiến lên. Và nữa, ở chặng cuối thì chúng ta có một cái game nhỏ, đấy là game về lòng biết ơn. Có một người sáng mắt dẫn mình, chỉ cần người ta sáng mắt mà thôi, không cần siêu nhân, không cần giỏi gì hết, nhưng mà cái đường đi về của mình có dễ hơn rất là nhiều lúc đi không? Có. Vô cùng dễ hơn, bởi là vì bên cạnh mình có một đồng đội sáng mắt và đã dẫn dắt mình. Cái công việc kinh doanh online đầu tiên của các bạn cũng vậy. Có một người liên tục nhắc nhở các bạn, đăng bài, hướng dẫn đăng bài, làm video, hướng dẫn các bạn học sản phẩm, hướng dẫn các bạn chăm sóc da, hướng dẫn các bạn rất rất nhiều điều thứ. Mặc dù
vì sao trong mắt các bạn đấy là những thứ đơn giản. Nhưng ở giai đoạn này nếu không có một người tận tâm như vậy, các bạn sẽ không có giai đoạn sau. Qua cái game nhỏ này, điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, trong hệ thống chúng ta hình thành đến bây giờ cũng trải qua rất là nhiều những mâu thuẫn, những sóng gió ở các team. Đâu đó có những người muốn xin từ team A sang team B vì lãnh đạo của team B rất xuất sắc. Đâu đó có những người muốn thoát khỏi team mình để về với công ty. Giống như lúc các bạn chạy về đến đích, các bạn nhìn thấy tôi thì các bạn sẽ chạy lại và ôm tôi trước khi các bạn ôm người đồng đội của các bạn. Thì tôi muốn nói với các bạn rằng cái người bên cạnh bạn sẽ là người quan trọng nhất. Không phải vì ánh hào quang của một leader của một team khác mà các bạn giận dỗi người ta, các bạn cũng muốn nhảy thoát xa. Rồi là không phải là vì các bạn làm việc trực tiếp với tôi, với công ty thì các bạn thấy là mình oai hơn hay là thấy là mình sáng giá hoặc thấy là mình thỏa mãn vì là mình không phục cái người kia vì người ta không giàu. Mặc dù công ty, chế độ của công ty thì dù bạn làm việc ở team nào, ở chỗ nào, chế độ của các bạn là như nhau, là bình đẳng tuyệt đối. Làm việc trực tiếp với công ty, làm việc với team A, với team B là bình đẳng tuyệt đối. Tuy nhiên, bản thân tôi hay công ty đều nhận được rất là nhiều những cái lời đề nghị làm việc trực tiếp với công ty. Thì ngày hôm nay tôi cũng chia sẻ một điều nho nhỏ với các bạn rằng là hôm nay người khác dẫn dắt các bạn, ngày mai các bạn sẽ dẫn dắt những đồng đội của mình. Và kinh doanh và đầu tư nó là một môn thể thao đồng đội. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng, chỉ có chiến thắng lớn khi chúng ta tạo dựng được một team rất lớn. Và như vậy thì hãy bắt đầu từ chính chúng ta, bắt đầu từ cái sự biết ơn, biết đầu biết cuối của chính bản thân mình. Ngay khi có cái người dắt tay mình bước đi cái quãng đường đầu tiên. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ tôi yêu cầu những anh chị nào có tiền ở đây thì bước lên trên đây, sau đó bịt khăn mắt lại và chúng tôi dẫn anh chị ra xe và đi chuyển về. Thứ nhất, chị Trần Thị Thúy. Chị Trần Thúy hiện đây. Trần Trương. Chị di chuyển đây. Không, chưa. Chị di chuyển đây. Ông nói gì nhiều. Cái này tôi không muốn biết, đội sĩ quan tôi đã chắc ăn chung cửa. Hai, Phạm Vũ Vân. Bịt mắt lại. Cái này là có lộ người đó. Lộ không cần biết. Không, có lộ người gặp em phải không? Trần Trư. Bây giờ khi tất cả các bạn nào được mời lên đây là các bạn chỉ đi lên đây thôi. Không có lại gì hết. Đội sĩ quan hỗ trợ bịt mắt lại. Phạm Vũ Vân. Di chuyển lên đây rồi bịt mắt. Bịt mắt lại. Bịt mắt lại, các chị đi lên đây này, chúng ta cứ lấy chị an toàn. Nguyễn Thanh Xuân. Nguyễn Thanh Xuân, di chuyển lên. Đi qua đâu? Nguyễn Thị Trang. Nguyễn Thị Thu Trang sân đây. Khẩn trương bị bắt hết ạ. Di chuyển lên đây. Bố kia gọi xe thôi. Chị mắt. Không không, mà nhưng em phải có ý kiến. Được rồi, rồi. Chị sẽ được ý kiến sau khi đọc buổi danh sách. Tôi sẽ cho từng ý kiến một. Đỗ Thị Thủy. Đỗ Thị Thủy vào đây không? Xe mai trước khi mình ngủ để cho họ ra về luôn. We'll be right back.
ta cũng sẽ phá anh. Phẩm giá trị cốt lõi rồi thì cái việc mà ảnh hưởng trực tiếp và giúp các bạn thành công nhanh nhất đấy chính là các bạn xây dựng được một đội nhóm đoàn kết. Một cây làm thẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Nếu như đội ngũ của chúng ta, hệ thống của chúng ta đoàn kết thì nó có dễ dàng phát triển hơn không, nó có dễ dàng mạnh hơn không, và nó có nhanh chóng thành công hơn không ạ? Và đấy là điều mà Hà muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người. Và một lần cuối cùng em vẫn vừa nãy đã chia sẻ với Boss rồi, nhưng em vẫn rất muốn được nói thêm nữa là em vô cùng cảm ơn Boss đã tạo ra cái khóa huấn luyện này cho em, cho đội nhóm của em, cũng như là tất cả các cái hệ thống khác đang làm việc với cả công ty. Thay lời muốn nói, và em cũng xin phép được ôm Boss một cái. Thật sự là tất cả nó là một cảm xúc rất là thật. Khi mà tôi bước vào quân đội, thật sự là không biết mình sẽ làm gì. Nhưng mà cái điều bất ngờ là đồng đội tôi đã dành cho tôi cái vị trí đó là đội trưởng. Thì khi làm đội trưởng nó cũng giống như là một nhà lãnh đạo vậy. Nó có rất là nhiều áp lực, gánh nặng, bị phán xét hay là bị thế này thế kia đều có hết, chúng tôi đều trải qua hết. Nhưng mà cái điều quan trọng rằng nè, chúng tôi luôn nhận được cái giá trị của mỗi con người chúng tôi. Khi mà trải qua bất kỳ cái cảm xúc nào, luôn nhìn lại xem ở lúc đó mình đối với người đồng đội của mình như thế nào, để nhận ra bài học, chứ không phải là nói rồi thôi hoặc là làm cho người khác tổn thương rồi thôi. Nhưng mà chúng tôi luôn đoàn kết với nhau. Và thực sự hôm nay em thật lòng và rất là biết ơn sếp và biết ơn ban chỉ huy và tất cả các đồng đội sĩ quan của tôi ở dưới kia. Cho em ơn mọi người một cái ạ. Chiến thắng nha.